Idea chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Bây giờ chỉ cần thêm một ít cái hương hoa này vào nữa, vậy là mình đã có được thuốc siêu năng lực rồi. Một cái, ui da, trời ơi. Ủa, gì kỳ vậy ta, cái loại nước này nó không có đúng. Sao cái loại nước lại có màu đen? Đáng lẽ là nó phải có màu nước trong trắng chứ. Thôi không được rồi, cái nước như vậy là nó hư rồi. Thôi đem đi vứt đi mới được. Ủa, Phoppy hả? Em đang làm cái gì, Phoppy? Ôi, hello anh, em đang đứng câu cá nè. Trời ơi, câu cá giờ này mà câu cá cái gì, xuống nước chơi luôn đi. Trời ơi. Nó cái loại thuốc này của anh nó bị hư rồi. Thôi để cái chỗ này anh ném xuống đây, biết đâu cá nó lại bự lên nữa, Phoppy ơi. Nè. Ôi, thuốc gì mà ném như vậy? À, bà cái quá chất hư của anh đó mà. Em đừng có để ý, Phoppy ơi. Trời ơi, thuốc này cứ làm thuốc hư xong dục xuống sông rồi mấy động vật nó uống vô nó chết rồi sao ta? Ê chó, đừng có uống nước này bị ô nhiễm rồi. Tao nói mày sao mà mày lì quá vậy? Hả? Ôi, con chó nó dậy thấy ghê quá hả? Tao quánh mày có con cái sao mà mày dậy vậy, mày là chó mà mày biết bơi mà mày xuống nước mày làm gì vậy ghê à. Trời ơi, con chó nó uống nước thuốc của anh hút mà giờ nó biến thành con quái vật rồi kìa. Ơi mày xạo quá. Ơi mày đừng có cắn tao. À! Là biết là chó của chị rồi chị Panda ơi. Chó chị không phải chó chị. Trời, chị không phải chó chị là chó chị. Cái làm này chứ mà chị thích thôi chó ơi, không phải chó chị chứ là chó vậy. Chó của bà chứ của ai đó mày ơi. Nói chó chị tức quá, chị không phải là chó. Ủa chị không có nuôi con chó đó. Rồi chứ sao? Vô đây coi con này ghê lắm hết. Con gì mà có cái đang chế tạo đồ mà. Cửa nó đi không vô, cửa đi vô vô ra đi. Cút nè. Trời ơi, con gì vậy đi ghê mày ơi. Con gì vậy? Không biết con chó chứ con gì mà nó. Ai đừng có dí tao nữa, tao lại mày đừng có dí tao nữa. Ăn thịt đi. Chó đi phá ông con rồi. Mày đừng có dí tao nè. Hơi mẹ hay mẹ mèo. Trời ơi, em quýnh nó một phát cái nó té rồi nó chết luôn. Nói gì vậy, tôi quýnh nó mà, tôi quýnh nó đó mèo. Ai em quýnh nó đó mèo. Cái gì? Anh dục cái thuốc hư gì của anh xuống dòng sông á, rồi cái con chó nó ăn vô, nó uống cái nước đó. Ê, Phoppy này, em ăn bậy chứ em không nói bậy được nghe Phoppy. Em giỡn mặt với anh Phoppy, anh dục cái gì? Em làm cứ kể đi. Em làm. Thôi Phoppy nói lại nghe Phoppy. Trời ơi, hồi sáng này nè, anh hút á, ảnh quăng cái thuốc sao, anh sao? Chế xong canh dục xuống dòng sông, cái con chó nó lại nó ăn, nó lại nó uống chứ nó lại nó uống. Vậy là ông chế cái thuốc gì đó hư rồi dục xuống cái dòng nước rồi con chó nó lại nó uống trúng, nó thành ra vậy đúng không Phoppy? Em đâu rồi? Cũng mới hay Phoppy đây mà. Tôi hề là tôi không hề biết chuyện gì xảy ra hết. Trời ơi, ông lại làm cái gì nữa rồi đúng không? Chứ sao tôi làm gì đâu, tôi có làm gì đâu. Tôi sáng sớm ra gặp con chó gì nữa. Ủa Phoppy nó đâu rồi? Tôi tính kêu làm chứng mà giờ nó chết bò chết rồi. Mèo, bỏ tôi làm chứng mèo. Để chị nói nha cưng ha. Đảm bảo 100% là cái thôi làm tại con biết không? Con người ở dơ ở dái từ đó tới giờ thì không ổng làm chứ ai làm. Đúng rồi. Đi vô nhà kiểm tra thử coi. Đâu rồi? Hết ơi, ông đang ở đâu rồi? À, không có gì ở đây hết, không có gì ở đây hết. Ô, đó, ông không có gì ở đây không? Chị Panda, chị Panda nào đây, chị Panda ơi. Ở đâu? Mở ra, mở ra. Đây nè, ông mới lắp cái chỗ này ra. Từ từ lấy đồ ngay ra. Ôi, cái gì chị Panda? Ôi, có gì ở đây? Đâu rồi, coi kìa. Mở đâu hết. Cái gì vậy? Nguyên một cái nhà đó. Mở ra. Mở ra. Ập vô mèo. Ôi dạ. Ôi ơi, cái gì đây? Khí lạ quá trời luôn. Ông mua mấy cái bình này để về để làm gì vậy? À, hết mèo ơi. Bàn chế tạo thuốc. Đây. Mấy thuốc hơn cả đống nhà luôn. Ôi dạ. Ôi, cái gì vậy? Đang nghiên cứu cái gì về cơ thể người đó vậy? À, tôi đang nghiên cứu chế tạo thuốc siêu anh hùng để bảo vệ mẹ chị Panda. Rồi cái thuốc ông chế là đâu rồi? À, cái thuốc tôi chế tôi mới uống nãy đó. Rộp. Thà nãy Phoppy nói là đúng rồi đúng không? À, đây, thuốc tôi mới chế xong nè, thấy chưa? Uống nè, thấy không? Không bị gì hết, rồi xong. Rồi. Xong luôn rồi. Ông uống thuốc của ông tự chế mà ông còn vậy nữa uống hồn. Có sao không? Tại giờ cưng có sao không? Cái gì vậy? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi không nhớ gì hết. Cái mèo. Uống rồi xong rồi. Trời ơi. Uống mất trí nhớ rồi. Dạ, bỏ mất trí nhớ tạm thời đấy mà. Đâu nè.
Mèo la vậy? Lộn, chị Panda la vậy? Lộn, làm hai người la vậy? Bây giờ có chế thuốc để chữa lại cái nguồn nước của con sông không? Hay là ông muốn ông ăn kiếm phân chuột phát lào trong mặt? Trời ơi, tôi có làm gì con sông đâu. Thì chiều này tôi chỉ quăng một cái loại thuốc có thể giúp người ta trở thành siêu mạnh thôi. Nhưng mà cái loại thuốc đó không dành cho người trở thành siêu mạnh mà dành cho quái vật trở thành siêu mạnh. Bởi vậy trời, tôi dục xuống nước đi. Mấy con động vật nó uống vô trở thành quái vật rồi. Ông lo chế thuốc giải đi, không thôi là nguyên cái làm quái vật hết bây giờ. Cái công thức đơn giản thôi nè. Đợi tôi xíu, tôi lấy một số nhựa cây cái đã. Lấy cái loại thuốc màu xanh này ra. Ê, không. Uống này vô thành đồ hút không vậy? Mèo tào lao, cái này nhựa cây uống vô là thành gốc cây luôn á. Rồi, bỏ vô trong cái bình này. Bỏ vô cái bình đó, dầm trộn đi đi. Rồi, xong, trộn ra được cái lọ hút này nè. Đó. Rồi, rồi có chắc là hả, cái này giải độc được cho con sông không? À, tôi không biết nữa. Nếu mà một là giải độc được, hai là nó sẽ biến cả con sông ra thành con quái vật hết. Trời ơi! Thôi, không biết nữa, cứ ra quăng thử đi, tôi nghĩ là được các mèo ơi. Sau này tôi nói ông nha, chế được thì chế, còn không chế được thì chế, hiểu không? À, đừng là đằng nào tôi cũng chế hết á. Rồi, có tới ngày dục cái gì mà chế hương đem xuống sông dục là sao? Sao mắc mới không làm cái đồ quả thiếu nhà đi? Trời ơi, cái chỗ này là cái chỗ cái sông nhà tôi dục ở đây, không lẽ tôi dục cái sông này chảy ngang nhà ông mà nguyên cái làng người ta uống chung ông nội ơi. Rồi mấy con ơi, cái này đâu phải cái con sông đâu, cái làng uống chung, làng uống nước giếng kìa. Mấy con động vật ở đâu có phân biệt được sông nhà ai, sông nhà nó, sông nhà ông đâu, dục xuống. Rồi xong. Chắc là giải được không vậy? Tôi không biết nữa. Tôi chống mặt quá. Đi xuống kia thử nghiệm đi. Trước này đây. Rồi, chưa? Nói chưa? Bình thường nhắc được rồi chị Panda. Gà nước vẫn ngọt lắm mèo ơi. Ê, tôi biết cách rồi, về dẫn con ngựa bằng giáp kim cương của chị Panda ra dục xuống. Là biết này đúng rồi. Chị chết rồi. Dẫn con ngựa bằng giáp kim cương của chị Panda ra dục xuống nước đi mèo ơi. Con kiều của con xuống đây. Thôi, hy sinh gì nghệ thuật đi chị Panda. Đem con kiều và đại gia của chị, kiều nữ và đại gia của chị ra. Hãy con ngựa bằng giáp kim cương của chị Panda đâu rồi ta? Ủa, còn nó còn áp cơ mà, con ngựa chị chết rồi. Rồi luôn rồi. Thôi con ngựa của chị Panda chết rồi thì về nhà lấy mấy con cừu của tôi đem ra thử hút đi chứ biết sao giờ. Trời ơi, cừu của mèo nó giảm lắm, lấy cừu của mèo cái gì? Trời ơi, em chuồng cừu, chuồng bò, tôi muốn thử bao nhiêu con cũng được cho biết. Ok luôn, tôi ra tôi thử liền. Ủa? Ôi mèo ơi, cái chuyện gì vậy mèo? Trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Cái chuồng cừu của tôi. Ôi ghê quá. Mấy con cừu của mẹ biến thành quái vật hết rồi. Trời ơi, con mày nó còn nhảy nữa kìa ta. Trời ơi, con cừu của mẹ thành quái vật ơi. Còn là chung vô đít tôi không mèo? Tôi thèm lấy cây tôi quất vô trong đít của anh rồi tôi tức ghê luôn. Ôi trời ơi, tức quá, tức luôn. Giờ nguyên cái chuồng tôi cù rồi bò của tôi nữa. Nhìn mèo ơi, mèo. Đâu hết rồi, tại mấy con bò của tôi mất hết rồi. Mèo, mèo. Sau khi tôi nhận thức được sai lầm của tôi thì tôi đã biết lỗi rồi. Tôi xin lỗi mèo. Giờ ông làm gì, ông giải quyết hết cái đám bò cù của tôi đi nào. Ôi trời. Ôi dạ, cái con này sao nó chung ra được vậy? Cái cửa mở kìa. Thôi hai đứa bay ra đây luôn, tôi giải quyết lầm bò của tôi. Con bò nó tông tôi mèo ơi. Nó tông kìa, ghê quá. Đi ghê quá. Con sông này cái mình đâu mất rồi, còn cái đầu không vậy? Cái mình nó bị ăn rồi mèo. Yêu ơi, còn cái đầu nữa kìa. Kêu rồi, rồi, được rồi, để tôi bóc nó, tôi bỏ qua nhà bà phù thủy. Đi. Ủa dạ, nó bu vô đầu tôi không thấy được. Ủa dạ, đi thẳng. Dạ, nhìn như là tôi có tóc kìa mèo. Dạ vậy hả? Nhìn nó quá đẹp luôn. Nhìn em giống như em mới có tóc không chị Panda? Wow, quá đẹp trai. Thôi được, cái này là thời thượng thời trang được nè. Chị chụp. Trời, nó té chết rồi chị Panda. Thôi đi.
Sao chị Panda? Giờ chị đi bận mua đồ người rừng vô chị vậy Panda? Bà Panda bà thấy mấy con này bà vui quá bà cởi bộ đồ ra bà bận đồ người rừng luôn kìa. Người rừng luôn rồi. Mày nè mày tính ăn gà nữa hả? Trời ơi, ê mọi người có để ý gì không? Gì? Chuồng chuối, chuồng bò bị nhưng mà chuồng gà làm như nó không bị nha. À tôi nghĩ tôi biết rồi, cái đít con gà nhỏ quá mấy con nó chung chung vô được mèo ơi. À đúng con rồi. Con nó chung vô cái đít xong rồi nó nhiễm bệnh á. Hồi nãy em có để ý khi mà mình đánh mấy con cừu nó lăn nó văng ra mấy con ký sinh trùng gì gớm á. Ừ. Ê mèo, bây giờ chạy qua làng kiểm tra thử coi nhiều khi á. Ở dân làng cũng bị nhiễm đó mèo ơi. Đúng rồi hả? Mấy ông dân làng nữa. Ủa mấy bạn ơi phải qua bên làng lẹ lẹ lên để thôi hả? Bên làng nhiễm một cái nữa sẽ lây qua tới bên này luôn á. Đúng rồi. Ê chứ không biết cái này có lây cho mình không đó mèo. Ờ cái này lây mà đồng chí có lây qua người không ta? Đi qua bên làng kiểm tra là nó lây qua người tôi không muốn thành mấy con này đâu. Nói chưa tất cả lỗi của ông không á. Cái người lây á là cơn bị trước á chị đảm bảo luôn. Lẹ lẹ đi hết em chạy gì đâu mà chậm vậy? Ủa cái gì mà tôi nhỏ nó bị ở làng bộ cũ quá này hả? Ôi mèo ơi, có chuyện xảy ra với làng rồi kìa. Nhìn cái mèo. Cái làng bị gì vậy? Trong dân làng kìa mèo ơi. Tôi chế tạo ra nè nhưng mà cái gì hả? Đáng lẽ tôi không có xài đâu, bây giờ tôi có chuyện này tôi mới xài đó mèo. Wow, vậy mà ông giấu để giờ tôi thèm quánh ông ghê luôn á. Ơi tôi tưởng nó không có chuyện. Wow, qua bên trường nhỏ coi đã không cái ông bán ngựa bị con nhện nhện khổng lồ nó chết cống rồi kìa. Ơi ông nằm một đống rồi kìa mèo. Ôi god, chết rồi. Ôi con nhện kìa hút ơi. Ôi con nhện nó bự quá hả? Ơi tôi nó bắn tên. Ôi con này nó bắn tên. Thì ghê quá mèo ơi. Ôi hên quá tôi bị chết rồi. Mày sao cái làng này biết anh thấy ma rồi. Cái gì vậy? Nó nổ. Ghê quá đi. Con nhện nhện ông đang chạy kìa, cứu ông đi mèo. Con nhện ra cái con này nó chạy cái tướng kìa nhìn mi nhon quá vậy. Ui phải hồn cái dứt nó đi. Ui mày nè mày đứng ra đây mày, đứng ra đây mày. Ui của tôi cái thằng này nó giết tôi nè. Đâu trời ơi con chó nó cắn chân làng. Ui cái là cái này nhiều con khác nhau hết ơi. Oh my god cái gì vậy mẹ. Ơi mẹ ơi tôi bị hơi đông đây mẹ, ai cứu tôi không mà còn đứng nó dòm nữa. Quên ra đây quên ra đây. Cái này cũng không mà chuẩn bị làng dí nữa. Tôi lặn xuống nước tôi trốn. Ui trong đây trong đây trong đây. À tao quá móc sâu lên nè, móc sâu lên nè. Ngoài trời nó nổ kìa. Ui chó, đứng lại đây chó ơi. Ủa mày không chạy cái gì ba cái quạt 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 vậy? Ghê quá à. Ông đang chạy kiểu xì tin đó chị Panda ơi. Mình bị chiếm kìa. Ê tội nghiệp ông dân làng trẻ con quá vậy. Kiểu này là bị lây rồi. Rồi đi. Cái này bị lây rồi mèo ơi. Lây trong khu vực làng rồi. Chết gì mấy mày. Cái gì kìa, quánh cái cây này mèo ơi. Cái này là do cái cây này không vậy? Tôi không biết nữa. Tắm nó đi. Rồi xong nó chết rồi. Nó lòi rễ nó lên luôn rồi. Gớm quá đi. Kiểm tra coi mấy ông dân làng nào còn ông dân làng nào bị nhiễm bệnh. Coi ông này có bị gì không mẹ mẹ. Coi ông có bị nhiễm bệnh rồi. Ông là cơ. Hả? Mèo ơi, con heo bị bệnh nè. Ôi, trời ơi, con heo. Con bé heo bị bệnh rồi. Bây giờ nó hành vậy luôn rồi chị Panda ơi. Ê, tụi bắt mẹ nuôi. Ui, ui. Thôi đi ông nội, thả này, dụng xuống giếng đi. Dụng xuống giếng qua đây. Trời ơi, sao dụng xuống giếng đây vậy? Mày, quên quên quên. Để chị bắt nó. Để em chọi nó, để em chọi nó. Mày nè. Thả nó vô chuồng đi. Trời ơi, mày chọi nó nằm một đống rồi, là đánh dưới đất luôn mèo. Ê, có hầm đất đứng giữa làng kìa. Em ơi, chạy vô nhà đi em ơi. Một hồi bây giờ nó tấn công chết bây giờ. Để bên hút cứu em dân làng. Mọi người sẽ nhấn like về hành động này. Ê, có dân làng có chừng bị cắn rồi đó. Hay không? Thả vô nhà đi ông nội ơi. Ok, ok. Nè nè, bỏ vô nhà lại lên. Tôi nghe tiếng gì ở đâu, nghe gầm gầm hả? Trời ơi, xong chưa vậy? Kiểm tra hết coi trong làng còn ngóc ngách nào không? Kiểm tra rồi, hết rồi mèo ơi. Tội nghiệp quá, có mấy ông dân làng trèo nóc nhà ở luôn rồi kìa. Ôi, ông sợ quá, ông chung nóc nhà ông trốn luôn á. Vậy là cuối cùng cái nguồn nước của mình được sạch sẽ chưa vậy hết? Sao tôi thấy một bài vậy là sao? Ê, mèo, câu chuyện là vậy nè, để tôi nói cho mày biết. Mấy cái ông dân làng này đã bị nhiễm bệnh trước khi mà tôi ném thuốc xuống rồi mèo. Có chắc không vậy? Chắc. Nè, nếu mà tôi mà không ném thuốc xuống á, nhiều dân làng còn bị nhiễm bệnh hơn. Bây giờ mèo nhìn đi, mọi thứ ổn định trở lại rồi mèo ơi. Thôi, vậy là mấy con đó bị lây trước khi uống nước, trước khi ông chữa nước đúng không? Đúng rồi. Thấy chưa, chỉ có hả chậm trễ chút xíu thôi mà nguyên cái làng với nguyên thế giới này xích chút nữa thành quái vật hết trơn rồi. Ghê thiệt. Trời ơi, mèo nói đúng á mèo ơi, mốt tôi không dám chơi tôi giục đồ bẫy xuống nước nữa đâu. Mốt đừng có lấy cái gì cũng giục xuống nước, giống nổi xuống cái nguồn nước á, ai cũng uống ở đó hết trơn, tôi nói không rồi ông cãi. Sorry. Ok được rồi mọi người, tôi mình cũng đã giải cứu được cái làng rồi. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của mình nha. Các bạn nhớ nha, có rác có rến cái gì ở nhà thì tự mà giải quyết, là đừng có bao giờ mà đem ra biển rồi xong ra hồ mà giục nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Giờ ông giục xuống cái đó là đây. Giờ lấy luôn cho hết không? Giờ giọng vô không? Trời ơi. Hình như tôi giục xuống nước là dưới nước nó sủi bọt rồi mèo ơi. Tôi quên mất cái gì, tôi quên đi xuống nước. Eo. Video chỉ mang tính chất vui vẻ giúp giải trí sau một ngày mệt mỏi, không cổ suý cho bất kỳ một hành động tiêu cực nào hoặc là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.